Xin chào mọi người. Đệ nhất phế vật kiếm tông tập 221. Ngay lúc này, lão giả cùng thiếu nữ ở một bên kia đi vào bên cạnh Tần Hạo. Nhìn má phải của Tần Hạo đỏ bừng lên, thiếu nữ lập tức nổi giận, căm tức nhìn Đinh Thừa Dực nói ra: "Biểu tỷ, uổng công anh của ta một lòng đối với ngươi, ngươi vậy mà vì một nam nhân đánh hắn, còn nói hắn xin lỗi, ngươi khiến ta quá thất vọng." Một bên lão già cũng là nhướng mày nói ra: "Thực Dược, ngươi làm như thế có phải là có chút là đại bá của Đinh Thực Dược?" Hắn là người nhìn Thực Dược lớn lên, đối với Đinh Thực Dược hiểu rất rõ, biết nàng sẽ không vô cớ làm như vậy, nhưng là Đinh Thực Dược tại trước mặt nhiều người làm như thế, một chút thể diện cũng không lưu lại, thực sự là có chút quá đáng. Đinh Thực Dược lắc đầu, nhìn trên mặt mũi mẫu thân mới quỳ xuống xin lỗi: "Ta nghĩ đánh đổi một số thứ, đảm bảo cho ngươi một mạng." Nàng đã điều tra qua về Dương Phong, nên đối tính tình Dương Phong nàng hiểu rất rõ. Dùng những lời nói trước đây mà nàng đã nói, đây là một tên điên có thù tất báo, thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc tùy theo sở thích của mình. Tần Hạo có sát ý với Dương Phong, Dương Phong cũng có sát ý với Tần Hạo. Khác biệt chính là Dương Phong có thể tùy tiện xóa dịch Tần Hạo. Nàng trong lòng có chút hối hận. Hối hận trước đó không ai lập tức giải thích. Chẳng qua nàng cũng biết, nếu có giải thích cũng là vô dụng. Nam nhân tại trong chuyện của nữ nhân đều là rất ích kỷ, hẹp hòi. Nàng không thể để Tần Hạo chết, không phải là nàng có tình cảm gì với Tần Hạo, chỉ là bởi vì người nuôi nàng từ nhỏ đến lớn là mẫu thân của Tần Hạo. Nàng thật sự không muốn để mợ của nàng thương tâm, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nàng vì cái gì mà lúc trước đáp ứng hôn ước cùng Tần Hạo. Nghe được lời nói của Đinh Thực Dược, lão giả cùng thiếu nữ kia khẽ giật mình, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân Dương Phong. Hai người bọn họ không hề ngốc, Đinh Thực Dược nói ra những lời này, vậy khẳng định là có duyên cớ, là bởi vì kiếm tu cái hộp kiếm trước mắt này. Người trước mắt này đến tụi cùng có lai lịch như thế nào, vậy mà để Đinh Thực Dược đều coi trọng cùng kiên kỵ như vậy chứ? Đinh Thực Dược, ngươi đừng kiếm cớ nữa, Tần Hạo dữ tợn nói với Thực Dược. Hắn liền xem như là những thế tử siêu cấp thế gia kia là như thế nào? Chẳng lẽ Đinh gia cùng Tần gia của ta liên thủ còn sợ bọn hắn hay sao? Ngươi sở dĩ làm như vậy là bởi vì kế hoạch kiếm này của ngươi đúng không? Ta đã sớm biết, ta biết ngươi và ta biết ngươi là bởi vì mở thân của ta mới đáp ứng hôn sự giữa chúng ta. Hôm nay ngươi dẫn hắn trở về coi như muốn hủy đi hôn ước giữa chúng ta, ta nói không sai chứ? Đinh Thực Dược trong mắt lên một tia thất vọng, quay người nói ra: "Dương công tử, giết hắn không có chút chỗ tốt nào, ngược lại sẽ vì thế mà mang đến cho huynh rất nhiều phiền phức không cần thiết. Huynh..." Đinh Thực Dược: "Ngươi im miệng." Đúng lúc này Tần Hạo kia đột nhiên phẫn nộ quát lớn: "Ngươi không muốn mất mặt xấu hổ thì sao? Tần Hạo ta ngược lại là muốn giết hắn thì như thế nào?" Đến đây Tần Hạo quay người dữ tợn cùng một tiếng: "Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Đến à, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi tới giết ta đi. Người hôm nay nếu là không giết ta hoặc là không giết được ta, mẹ ngươi chính là..." Một đạo hồng mang từ trong thể Dương Phong nháy mắt tuôn ra, trực tiếp bao phủ Tần Hạo. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bàn tay Dương Phong khẽ động, một đạo kiếm quang thiểm lược hiện ra, thẳng bước tới Tần Hạo kia. Đến lúc này lão giả kia đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Tần Hạo, lại giải một chưởng bổ về phía ánh sáng của đạo kiếm kia. Ầm một tiếng, kiếm quang tiêu tán, mà tại nơi lòng bàn tay lão giả xuất hiện một vết máu dài mấy cm. Lại giải sắc mặt lần nữa biến đổi, hắn đường là tôn giả cảnh tam phẩm lại bị một huyền giả linh giả cảnh làm cho bị thương. Kiếm ý bắt trọng, khắc hạ là ai? Lại giải trầm giọng nói. Lúc này lão giả có chút minh bạch động thái cùng lời nói trước đó của Đinh Thực Dược, người trước mắt này thân phận tuyệt đối không đơn giản, chỉ ít thì tuyệt đối sao cũng kém cạnh gì so với Đinh gia. Còn trẻ như vậy mà liền đã lĩnh ngộ kiếm ý bắt trọng, thì thế lực phía sau kia có thể kém được sao? Bàn tay Dương Phong khẽ động, thuấn công kiếm xuất hiện tại trong tay hắn. Thay thế Đinh Thực Dược ở một bên sát mặt biến đổi, thân hình lóe lên ngăn tại trước mặt Dương Phong. Nàng vừa muốn nói chuyện thì mũi kiếm của Dương Phong đã trực tiếp chĩa thẳng tại cuốn họng của nàng nói ra: "Nếu nàng là ngăn ta, có tin ta ngay cả nàng cũng giết hay không?" Mẫu thần vĩnh viễn là váy ngực của hắn, ai sợ tới kẻ đó phải chết.
Đến từ giật khẽ giật mình, nãy này cảm giác được một cỗ hàn ý lạnh buốt từ đáy lòng dâng lên. Trước hai mắt coi thường của nam tử kia, nàng biết hắn không phải đang nói đùa. Quả nhiên đúng như lời đồn, tính cách tàn nhẫn vô tình a. Chỉ có điều nàng vô luận như thế nào không thể để cho Tình Hạo chết ở chỗ này. Mặc dù nàng còn muốn giết Tình Hạo cái tên ngu ngốc này, nhưng là hắn không thể chết. Bởi vì hắn chết đi, mờ khẳng định sẽ thương tâm. Đất thực dực ngọt thủ khẽ nhúc nhích, một tấm phù lục thoáng hiện mà ra, lập tức một vầng sáng màu lam bao trùm toàn bộ Tình Hạo. Hắn khẽ run lên, thân hình dần dần biến mất. Truyền tống phù ngẫu nhiên, chân chính là truyền tống phù ngẫu nhiên. Ha ha, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi tới giết ta đi à? Không giết chết được ta đúng không? Có ta chủng, ngươi không phải rất quan tâm tới mẫu thân ngươi sao? Ngươi yên tâm, lã tử một ngày nào đó sẽ ở ngay trước mặt ngươi đem nàng chơi chết. Ha ha ha. Tại một khắc vòng tròn màu lam này tiêu tán, truyền đến thanh âm điên cuồng của Tình Hạo kia. Vừa nghe vậy, Đinh Tuyệt Dực song quyền siết chặt, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Tên Tình Hạo này thực sự là ngu xuẩn à? Giờ này khắc này nàng hận không thể lại quất thêm cho Tình Hạo kia 10 cái bạt tai. Nên như không phải hắn là nhi tử của mợ, nàng sẽ đích thân giết chết loại ngu xuẩn này. Sắc mặt Tiêu Phong rất trầm lặng, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, phật rất như không hề nghe được lời nói của Tình Hạo kia. Nhưng là Đinh Thực Dược trong lòng thì cảm thấy không ổn. Chẳng qua vẫn còn tốt, Tiêu Phong này không đồng thủ, có lẽ là vì hắn miệng tình cũ. Thế nhưng là sau một khắc, nàng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy khắp người. Tiêu Phong không hề nói nhảm, bàn tay có chút dùng sức, thân không kiếm đâm vào giữa lông mày Đinh Thực Dược. Hai mắt nàng lập tức trợn lên, hắn động thủ thật. Tại lúc thuẫn phong kiếm cách giữa lông mày Đinh Thực Dược không tới nửa tấc, một đạo lục sắc quang mang đột nhiên từ trong cơ thể Đinh Thực Dược tuôn ra. Thuẫn phong kiếm của Dương Phong có chút dừng lại. Thế như là sau một cách, một cỗ hồng mang từ trong cơ thể Dương Phong thoáng hiện lao ra, luồng hào quang màu xanh lục trên người Đinh Thực Dược kia nháy mắt tiêu tán. Nàng phải giữ sự áp chế của kỳ bí quan trọng, thân thể kém chút đã trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dương Phong không hề do dự, bàn tay khởi động, thuẫn phong kiếm mang theo một đạo kiếm mang đâm thẳng vào giữa lông mày Đinh Thực Dược, lồng giam không gian. Đến lúc này ở một bên, là giả rốt cục cũng lấy lại tinh thần, nhìn thấy Dương Phong muốn giết Đinh Thực Dược, là giả kinh hãi muốn chết, lập tức trực tiếp thi triển ra thần thông không gian. Thuẫn phong kiếm của Dương Phong lần nữa dừng ở tại chỗ, ra mắt Dương Phong lấy lên một tia dữ tợn, tay phải xoắn một cái, kiếm ý bằng trướng phun ra, bang một tiếng, lồng giam không gian của lão giả nháy mắt vỡ vụn. Là giả kinh hãi không kịp nghĩ nhiều, tay phải hóa trưởng đối với Dương Phong bỗng nhiên bổ tới. Dương Phong hai mắt hiếp lại, cầm thuẫn phong kiếm chém ngang về hướng lão giả, đồng thời chân phải nâng lên hướng về phần bụng của Đinh Thực Dược bỗng nhiên một chân cắm tới. Ầm! Đinh Thực Dược thân người cong lại như dây cung, trực tiếp văng ra bên ngoài hơn 10 trượng, một ngọn máu tươi lập tức từ trong miệng Đinh Thực Dược phun ra. Cang! Thuẫn phong kiếm của Dương Phong cùng bàn tay lão giả quất thẳng vào nhau. Một tiếng, thuẫn phong kiếm từ lòng bàn tay lão giả xuyên qua, nửa bàn tay của lão giả lập tức mang theo một luồng máu tươi bay ra ngoài. Đạo khí, kiếm ý bắt trọng, người đến cuối cùng là ai? Lão giả kinh hoảng nói. Lúc này lão giả trong lòng thực sự đã chấn kinh, tuổi còn trẻ không chỉ có được đạo khí mà còn đến ngộ kiếm ý bắt trọng, người này tuyệt đối không phải là người bình thường. Tình Hạo kia thực sự là vô cùng ngu xuẩn, vậy mà vì Đinh gia cùng Tình gia trêu chọc tới cường địch như thế. Dương Phong không hề nói nhảm, huyền khí trong thể tràn vào thuẫn phong kiếm. Thuẫn phong kiếm lập tức phát ra một thanh âm kiếm reo. Tay trái của Dương Phong cũng cầm vào thuẫn phong kiếm. Sau một khắc, Dương Phong hướng về trước mặt, bỗng nhiên hai tay bổ tới. Lại giả khó hiểu, nhưng chớp mắt về sau, lại giả đồng tử kịch liệt co rút lại, lâm tên thần thân dựng đứng lên. Lại giả thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Chỉ có điều vẫn còn có chút trễ, một cánh tay của hắn đã lưu lại tại chỗ. Bên ngoài hơn 10 trượng, lão giả trong mắt không chỉ có kiêng kỵ mà còn có hoảng sợ. Thanh niên trước mắt này đến cuối cùng là yêu nghịch mà thế lực phương nào bồi dưỡng ra được vậy chứ? Mình thế nhưng là tôn giả tam phẩm mà, thế mà kém chút bị hắn một kiếm chém giết. Thế không thể chém giết lão giả, trong mắt Dương Phong lấy lên một tia thất vọng cũng không cam lòng. Thường thế của hắn vốn cũng chưa khỏi hẳn, vừa rồi cờ ghép vận dụng thánh phong kiếm, kém chút đã để một chút huyền khí vừa khôi phục trong cơ thể hắn đã bị rút khô. Hiện tại tuyệt đối là không thể tiếp tục vận dụng thuẫn phong kiếm, nếu không đừng nói là giết người, chính là có thể bình yên rời đi hay không, đây là một vấn đề.
Dương Phong quay đầu liếc mắt nhìn thiếu nữ đang ngốc như gà gỗ ở một bên kia. Nàng nhìn thấy Dương Phong nhìn tới, toàn thân lập tức run lên, run giọng nói ra: Ngươi muốn làm gì? Cơn giận của Dương Công Tử còn chưa tan sao? Đúng lúc này, Đinh Thường Dược ôm bụng chậm rãi đi về phía Dương Phong. Lúc này, Đinh Thường Dược sắc mặt tái nhợt dị thường, hai bên khóe miệng tràn đầy máu tươi, lông mày hơi nhíu lại, sự đau khổ trên mặt nhìn thấy rất rõ ràng. Vì có loại người này lại đem tính mạng của mình vứt vào, còn đáng hay không? Dương Phong nói ra. Đinh Thường Dược lắc đầu. Ta đã được mẫu thân của hắn nuôi lớn, mẫu thân hắn coi ta như là con gái ruột, ta làm sao có thể để đứa con trai độc nhất của nàng chết đi trước mặt ta được chứ? Còn nữa, Dương Công Tử nếu là giết hắn, ta nhìn sẽ bị cả tộc Tần gia truy sát, thậm chí Đinh gia của ta cũng sẽ tham dự vào trong đó. Ta biết Dương Công Tử không sợ, nhưng là Dương Công Tử có bao giờ nghĩ tới nếu có thực đến tình trạng như vậy, chúng ta đôi bên như thế nào lại nói cái gì mà hợp tác được đây? Mà lại Dương Công Tử cũng tương đương đã đem Đinh gia của ta còn có Tần gia kia đẩy về phía La Tuấn. Phải biết, nên như chúng ta cùng Dương Tử trở thành tử địch, chúng ta cũng có thể đứng về phía La Tuấn bên kia. Dương Phong trầm mặt một hồi, sau đó nhận gật đầu. Mời các người đi đứng về phía La Tuấn kia đi. Nói xong, Dương Phong xoay người rời đi. Đối với người bên ngoài, hắn chính là một kẻ mãn phu. Một kẻ mãn phu từ đầu đến cuối không có đầu óc, bởi vì hắn không biết thỏa hiệp, không thể thích ứng. Tự như lúc trước, nếu như hắn không ra tay với Tần Hạo kia, chỉ cần nhấn nhịn một chút, như vậy hắn liền có thể thu hoạch được Đinh gia cái minh hữu này, không cần cùng Đinh gia trở mặt. Đối lại là bất cứ người nào, 99% đều là chọn lựa không nhẫn tất sẽ loạn đại mưu. Nhưng là Dương Phong thì không, hắn lựa chọn tru sát Tần Hạo kia, bởi vì hắn là Dương Phong. Đối với Dương Phong mà nói, đầu của mình suy nghĩ thế nào, hắn liền sẽ làm như thế, mà trong lòng hắn lúc đó là muốn giết đối phương. Tại sao phải vì người khác mà để cho mình chịu ấm ức chứ? Về phần Đinh gia này, còn có cái gì mà Tần gia kia đầu nhập La Tuấn? Với hắn mà nói, thật sự không quá quan trọng. Hắn đối với cái gọi là minh hữu, là có thì có, không có cũng không quan trọng. Bởi vì hắn chỉ tin tưởng chính mình, chứ thực lực của chính mình mạnh lên mới là vương đạo. Nên không, coi như có nhiều minh hữu cũng là vô dụng. Không phải là Tiêu Gia Tử năm đó một mình giết đến hoàng cung để quốc định hắn hay sao? Khi đó Tiêu Gia Tử có minh hữu sao? Không hề có. Đinh Thường Dược đứng im tại chỗ, trầm mặc. Nàng biết Dương Phong là vô luận như thế nào cũng phải giết Tần Hạo kia. Mình có thể ngăn cản được sao? Có lẽ là có thể. Nhưng nếu là mình lại ngăn cản, là tính cách của hắn, tất nhiên sẽ liền Đinh gia cũng không buông tha, đúng không? Chẳng lẽ mình cùng Đinh gia thực sự phải đi đầu nhập La Tuấn kia sao? Mà La Tuấn kia thực sự là có thể trấn áp được vị kiếm hoàng này sao? Nếu như không trấn áp được, thì khi đó Đinh gia sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục à? Đinh gia chớ đi theo nhân hoàng, nếu không thì một ngày nào đó tất nhiên sẽ gặp phải họa lớn ngập trời. Trong đầu Đinh Thường Dược vang lên lời nói của Hiểu Thiên Cơ lúc trước. Đối với Hiểu Thiên Cơ, nàng vẫn là tuyệt đối tin tưởng, bởi vì lúc trước cũng là bởi vì một câu của Hiểu Thiên Cơ mà Đinh gia của nàng mới tránh thoát được tai họa ngập đầu một lần. Mà lại lão tổ của mình cùng Hiểu Thiên Cơ còn có giao tình không cạn, đối phương không thể nào lừa Đinh gia của nàng. Chỉ là kể từ đó, Vân Đàn liền lâm vào thế khó, không thể đầu nhập La Tuấn, mà cùng Dương Phong lại biến thành như bây giờ. Biểu tỷ, hắn ấy tục cùng là ai chứ? Thiếu nữ đi đến bên cạnh Đinh Thường Dược đỡ lấy nàng, sau đó nói khẽ. Đinh Thường Dược trong mắt đã lên một tia phức tạp, sau đó nói ra. Hắn chính là kiếm hoàng, chẳng qua hắn tại Nam Vực còn có một danh hiệu gọi là kiếm ma. Ta cảm thấy danh hiệu này thích hợp hơn với hắn. Sau khi rời gọi Đinh Thường Dược bọn người, chuyện thứ nhất Dương Phong làm chính là đi tìm hiểu một số thông tin về loạn ma hải. Hắn không muốn mình không biết một chút gì về nơi này. Loạn ma hải có rất nhiều hòn đảo, theo thống kê không đầy đủ, trong toàn bộ loạn ma hải có hơn 100 vạn hòn đảo. Ở loạn ma hải cơ bản là không có huyền thú gì, có chăng chỉ có hải thú. Những hải thú này phi thường cường đại, không hề yếu hơn so với một số yêu thú tại yêu vực, đặc biệt là một số cự thú ở biển sâu. Đây chính là hoàng địa cảnh đều phải kiêng kỵ. Loạn ma hải có mấy thế lực lớn, cũng như Đinh Thường Dược kia đã nói, có Thiên Ma Tông và ba tông môn khác, cùng Đinh gia còn có Tần gia, còn một cái Diệp gia là mạnh nhất. Và bên trong mấy thế lực này thì Đinh gia là mạnh nhất,
dáng của Linh Gia lại tương đối khiêm tốn. Làm gì cũng đều không làm tới tuyệt tình, vẫn lưu lại cho người một đường. Bởi vậy thanh danh của Đinh Gia tại Lã Mã Hải rất tốt. Về phần Tần Hạo gia tộc kia, còn chính là Tần Gia. Tần Gia vốn dĩ có thể tính là thế lực tam lưu, chỉ là vì Đinh Gia lúc này mới đem thân trở thành thế lực nhất lưu tại Lã Mã Hải. Chỉ là cho tới nay, bởi vì Tần Gia không có người tài xuất chúng gì, đến mức Tần Gia hiện tại càng ngày càng xuống dốc, nên như không phải có Đinh Gia, thì Tần Gia chỉ sợ sớm đã bị xóa tên tại Lã Mã Hải. Sau khi biết được một số thông tin về Lã Mã Hải, Di Phong tìm một hòn đảo vắng vẻ không người, sau đó lấy ra mấy khối đá năng lượng siêu phẩm bắt đầu hấp thu. Hiện tại đối với hắn mà nói, việc cấp bách trước tiên là khôi phục thực lực. Về phần Tần Hạo kia, còn sợ đối phương chạy đi đâu được sao? Thấy năng lượng của đá năng lượng siêu phẩm liên tục không ngừng tràn vào trong thể Dương Phong, sắc mặt Dương Phong bắt đầu hồng nhuận. Trong thể năng lượng hóa thành một tia huyền khí tự sắc chảy vào bên trong vòng xoáy nhỏ của Dương Phong, mà vòng xoáy nhỏ lại sẽ đưa những huyền khí tự sắc này tản vào toàn thân Dương Phong, chữa lành những vết thương bên trong mà hắn đã phải chịu trước đó. Thời gian từng chút trôi qua đã là 3 giờ. Sau khi hấp thu 3 viên đá năng lượng siêu phẩm, thương thế bên trong cơ thể Dương Phong về cơ bản đã khỏi hẳn, mà hồ huyền khí bên trong vòng xoáy nhỏ cũng tràn đầy. Mà để Dương Phong có chút bất đắc dĩ chính là hắn cảm giác như mình muốn đột phá, nên như cho hắn thêm thời gian mấy ngày, hắn có lòng tin có thể đột phá đến linh vực cảnh tam phẩm. Thế nhưng là hắn không có nhiều thời gian ở đây như vậy. Nhẹ nhàng hít sâu một hơi, Dương Phong đứng lên, sau đó thân hình khẽ động hướng về phía nơi xa kiếm được là vút đi. Phải hướng kia chính là phương hướng Tần Gia. Mặc dù hắn không muốn lãng phí thời gian tại Lã Mã Hải này, nhưng nếu là không giết Tần Hạo kia, hắn thật sự cực kỳ khó chịu ăn. Sau khi Đinh Tự Dược trở lại Đinh Gia, bởi vì Đinh Tự đã chết, đã đích nhanh đi nắm giữ toàn bộ Đinh Gia. Sau khi nắm giữ Đinh Gia, chuyện thứ nhất Đinh Tự Dược làm chính là lấy thủ đoạn đối định, đem thế lực còn sót lại của Đinh Tự thanh trừ toàn bộ. Sau khi thanh trừ thế lực còn sót lại của Đinh Tự, Đinh Thực Dược trở thành người cầm lái chân chính của Đinh Gia. Sau khi triệt để nắm giữ Đinh Gia, Đinh Thực Dược bắt đầu ra tay với Thiên Ma Tông cùng 3 tông môn kia. Không đến thời gian nửa ngày, toàn bộ hàng vạn hòn đảo do các môn phái như Thiên Ma Tông kiểm soát đều bị quét sạch. Đương nhiên chuyện này mặc dù là do thực lực Đinh Gia cường đại, nhưng còn có một nguyên nhân, đó chính là Thiên Ma Tông cùng 3 tông môn kia không đối kháng cùng Đinh Gia. Rất nhanh, Thiên Ma Tông, Thư Lan Tông, Tinh Vân Tông, Thành Cơ Tông công khai kết liên minh, tất cả thế lực toàn bộ liên hợp lại, mà lúc này Đinh Gia lại thu tay. Tại Đinh Gia, trong phòng nghị sự của Đinh Gia, Đinh Thực Dược ngồi tại ghế chủ tọa. Tại bên cạnh nàng là 3 lão giả, còn có một số nhân vật trọng yếu của Đinh Gia. Gia chủ, với cái gì hiện tại thu tay như vậy chứ? Thì Ma Tông cùng 3 tông môn này khiến lão gia chủ trọng thương, để giết chết trưởng lão Đinh Tượng. Ngay cả gia chủ người kém chức cũng rơi vào trong tay bọn hắn. Thù này không báo, Đinh Gia có ta như thế nào đã chân tại Lã Mã Hải này được đây? Thật ta thấy chúng ta hẳn là nên tăng cao tinh thần để những tâm môn này toàn bộ giết sạch. Một người trung niên đứng lên cả giận nói. Ngồi xuống. Một lão giả bên cạnh Đinh Thực Dực tức giận nhìn thấy trung niên nhân này nói ra. Đinh Hải, Thực Dực làm như vậy đương nhiên là có đạo lý của nàng, người kêu cào cái gì vậy chứ? Tôi nhìn nhìn tên là Đinh Hải biểu môi, trong lòng mặc dù có chút không vui vẻ, nhưng lại không dám phản kháng đại giả này, lập tức chỉ có thể không tình nguyện ngồi xuống. Đinh Thực Dực liếc mắt quét nhìn đám người, sau đó nói, ta hiểu tâm tình của mọi người, chuyện này đối với Đinh gia của ta mà nói đúng là vô cùng nhục nhã, mọi người muốn báo thù ta hiểu rất rõ. Như là chư vị có nghĩ tới, thì mà tâm mấy cái tâm môn này kém xa Đinh gia của ta, thậm chí càng là dựa vào Đinh gia của ta để thở. Như là bây giờ vì cái gì là dám liên thủ ra tay với Đinh gia của ta hay không? Thực dực, ý của ngươi là có người đang làm chỗ dựa cho những tâm môn này sao? Là nhìn lúc trước ngăn cản Đinh Hải kia câu mà nói. Đinh Thực Dực nhẹ gật đầu, nên như không phải có người nào làm chỗ dựa cho những tâm môn này thì cho bọn hắn 100 lá gan, bọn hắn cũng không dám xuất thủ với Đinh gia của chúng ta. Mà bọn hắn đã dám ra tay, như vậy nói cách khác, cái thế lực làm chỗ dựa cho bà hắn này nhất định không hề thua kém Đinh gia của chúng ta, thậm chí còn cao hơn Đinh gia của chúng ta. Nên như chúng ta hiện tại tùy tiện tiếp tục ra tay như vậy, rất có thể sẽ cho đối phương thời cơ để lợi dụng, mang lại cho Đinh gia của chúng ta sự đả kích mà tính hủy diệt. Dưới sân trầm mặc một lúc,
Một người đột nhiên nói ra là để quyết định hắn kia sao?